Trước tình hình xây dựng nhà tái định cư, xây mới chung cư cũ trên địa bàn còn triển khai chậm, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Xây dựng ưu tiên chọn nhà đầu tư đủ năng lực, ưu tiên nhà đầu tư có sẵn quỹ nhà để đẩy nhanh tiến độ. Ủy ban thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nhà tái định cư, xây mới chung cư cũ trong 2015. Theo đó, cần điều chỉnh đồ án quy hoạch 1 trên 2.000 đã được duyệt đối với chương trình nhà ở chung cư trên từng quận, huyện các chỉ số quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư, nghiên cứu sửa đổi bổ sung chính sách bồi thường tái định cư, đề xuất giải pháp bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cũng như giải pháp đối với nguồn gốc pháp lý sử dụng căn hộ, nhà chỉ có giấy tay mua bán sàn nhượng. Theo kế hoạch giai đoạn 2011-2015, thành phố Hồ Chí Minh sẽ di dời tháo dỡ 25 chung cư cũ xuống cấp, hư hỏng nặng với tổng diện tích 350.000 m2 sàn. Tuy nhiên, hiện thành phố mới hoàn thành di dời, tháo dỡ được 8 chung cư với hơn 1.100 hộ dân, đạt tỷ lệ trên 14%, chỉ một chung cư thay thế mới đưa vào sử dụng.